Mình thương con mình không? Thương. Thương chứ không là thương lắm hả? Có được đứa con này vui không? Vui. Vui. Bây giờ đổi cho em Huy đi được không? Được. Rồi đổi em Huy ẵm bé Hồng về nuôi nha. À. Còn đưa tiền cho chị. Được không? Được. Rồi. Chịu không Hồng? No. Rồi bây giờ chú Huy chở con đi luôn nha. Chở đi đi. Okay, có một điều rất là diệu kỳ luôn. Bây giờ thì chị Hồng, chị Đệ đã tốt hơn, sức khỏe tốt hơn so với hồi xưa sau khi mà sinh ra bé Hồng này. Đúng rồi bé Hồng. Nhà thì chủ nộp không? Dạ, con về chỗ đây con trả lên nghe. Nó dắt cái này để có con quanh cái xe đây cái này con chỉ trả lên ngay, trả lên chút là tát ta. Thôi nhà bà dễ là ta chỉ. Nhà bà dễ thôi, nhà bà dễ. Mở bị sao? Bà đó bị sao? Bà bị xô vậy thì bà ngạn bà nghỉu bà khờ nó ra đây mà có đứa con nhỏ. Đây đứa con xinh lắm. Ấy giờ nó lấy nó không biết, lấy một đòn xóa đâu được thì nó không nhận. Mà ớt nhận được bố khờ mà. Mẹ bỏ là câm, đẻ nó tự bỏ. Ồ. Mẹ câm, mẹ chế, đẻ bỏ là bỏ khờ nhưng mà bỏ biết núa. Bỏ biết núa, bỏ biết hầm, bỏ biết sạch sẽ. Mà nói chuyện với mình được không? Được. Dù cha hủa xô là bận núa hay chứ bận núa hay. Mà nhòa đùa này con chuông vậy phải không? Xí xí. Cái nhà, nhưng mà không ai nhận hết, không cho đâu nhận hết. Cho đâu mà nhận lấy, bà bỏ cái đuôi em sao rượu cho đuôi nó mà thiệt luôn, nó gỡ xịn lắm. Dạ. Bé là lành, nói chuyện rồi được. Bé lành được. Dạ. Đó là điện lên đó tụi nghe. Dạ. Tạo lắm mà. Dạ. Đây là căn nhà của bà Diệ. Bà Diệ ở xã Đức Phong, huyện Mộ Đức của tỉnh Hoàng Ngãi. Cô là cô Diệ đúng không? Địa. Địa hay Diệ? Mẹ nó là bà Diệ cháy đầu, bây giờ còn Địa. Mẹ nó là bà Diệ lắm, bà Diệ cam bà cháy rồi, mới đẩy ra con này Diệ Địa cũng nấu lắm Địa đó. Đó. Đây là, vậy là Địa chứ không phải Diệ. Địa, mẹ là Diệ. Dạ. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Bà Tốm. Không biết đâu. Bà Tốm. Bà Tốm con đẹp tay như đó, đẹp đẹp. Bà Tốm ba, ảnh là người sinh cho đó mà, bà Tốm. Chú là trưởng thôn đó. Trưởng thôn. À. Đây cô đây là không chồng đúng không ạ? Nó không mà. Dạ. Nó không á. Dạ. Nó không vậy bây giờ cho nó lái cho nó được đứa con gái đi tao này. Đâu con gái đâu? Đây hả? Con mấy tuổi rồi? 4 tuổi. Con mấy tuổi? 4 tuổi. 4 con kêu con 4 tuổi. Con mấy tuổi con? 4 tuổi à? 4 tuổi. Ai đây con? Ai đây? Ai đây? Con biết ai không? Mẹ đâu? À mẹ. Nó con đi học chưa? Chưa. Năm tới này cho bây giờ đương con thì ta hiểu không? Dạ. Bây giờ là đi học thì nhà trường nó dỗm. Nhưng mà có một điều á là phải đưa tới trường đó. Phải đưa đi trường với tiền an nữa chứ. Tiền an nữa sao? Cái tiền an là phải có rồi đó. Còn cái tiền đáng học phí thì là chúng con thiệp được. Cái hoàn cảnh của cô vậy là sao chú? Thì bây giờ cô có mẹ một ông bà mẹ nó bỏ nguyên đáo rồi này bỏ mắt. Bỏ gì nó là nó đó, còn nó rồi giờ nó rồi tiếp theo lại đó. Dạ. Là một mẹ của cô Diệu thì trước đây cũng cô Điệu vẫn bị cũng bị lại. Con này thì đớt. Rồi ra con này bây giờ nó ra con đó nữa. Con này thì đỡ hơn. Con này chắc nó lanh, ba nó lanh rồi đó. Làm tuổi cho mà. Con tên gì con? Hồng. Tên gì? Hồng. Tên Hồng. Hồng. Tên Hồng. Lê Thị Hồng. Là sinh cách đây được 4 năm là sinh rồi con. Chị thấy ở trong màn hình mà biết cha của bé là ai gì không chú? Cho không nhận lại nhưng mà cuối cùng nó không nhận đánh luôn đùa đi dẫn tới rồi nó không nhận. Làm đơn kiện cố thì tụi lui cuối cùng cái quát qua không được vậy luôn. Hồi trước kia là bị nạn không bao giờ có bình thường luôn lại trước là không sau khi sinh con. Bây giờ nó lớn tuổi rồi chắc nó còn nặng thêm. Đẻ chân mà chứ yêu nhớ mà. Thương con không? Thương nhiều không? Chả không kịp hết con. Quá nó chọ đi trời. Nghe khắp quá chạ xuống cô thử chứ ớ lo nó mới thâu chứ. Bò ra thì xin lỗi mẹ, xin lỗi vậy đang quýnh tí số cái lỗi đâu. Nè, ở phút. Đúng đi. Sao không cho con đi học nha trẻ? Ừ. Bữa nay gửi trẻ được rồi. Chuẩn bị năm táo đi chứ con biết. 4 tuổi rồi đó. 4 tuổi. Ừ. Bây giờ cho đi thẳng vô. Nhưng mà bị người ta dụ là sinh con luôn vậy á. Tại ví dụ bây giờ nó khe rồi đi kiện cũng cần chuyện người ta không người ta cái cháu đó rồi bây giờ tới tòa án xử rồi cũng cần. Trong bây giờ đời tùm lum túi lúa không làm gì. Cuối cùng mình thất bạc, mình bắt bả triệu bọt ra để đi gái mà cuối cùng mình bả triệu mình đi thử máu thử đồ đó mà cuối cùng luôn. Mình nghèo còn ngạo gì. Giờ ba mình ít tiền quá. Dạ. Rồi. Vậy mà vẫn biết người. Biết người đó sao? À. Nó bia ra không chịu cũng nên là không chịu cũng được. Dạ. Thôi sẽ làm thua thôi chứ. Tòa đôi kia không xả. Giờ tới tòa mà nó giờ người ta cho xét nghiệm máu thì tiền xét nghiệm máu là mình chịu á, mình bỏ ra đó. À. Là bỏ ra 3 triệu. Xét nghiệm máu bả này với cái ông đó. Làm cái quét là mình mắc 3 triệu. Mà kết quả là không phải hay là sao? Thì nó kết quả nó bố là kết quả không khỏe đó thì mình bó tay thôi. À. Còn nó đuối thì nó khẳng định. Nó là khẳng định một người á, nó chỉ là cháu có lưu việc người đó. Không có gia trở mà sao. Chị Đệ. Chị Đệ sinh năm 1978, quê ở xã Phổ Phong, huyện Đức Mộ Đức, đúng không ạ? Quê thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức. Đức Phong đúng không? Xã Đức Phong. Dạ, huyện Mộ Đức. Huyện Mộ Đức. Năm nay là sinh năm 78, năm nay còn trẻ đúng không? Sinh đứa con gái là được cách đây 4 năm. 4 năm. 4 năm nhưng mà vừa mới nghe chú nói rằng là sinh năm 1913 đó. Dạ, có nghĩa là có kiện cáo câu chuyện và cái người mà dụ cái chị Đệ. Có kiện ba biết bây giờ bọn bỏ ra bả trừ bọn đi xét nghiệm máu đó, mà cuối cùng xét nghiệm máu luôn nó trả lời lẹ trước quét lên nó kêu là tụi anh xử nó kia tao bây giờ không phải ông đó vậy thôi mình tao về thôi chứ sao chứ kiện mà được bại thì ấy là bác ông đó ông phải đền cái nuôi nắng gì nọ à. Mà được không được mình chịu. Chú là bà con là cái gì bằng mẹ của nó là kêu bằng cô. Đây kêu dạ cô tức là ông già là ông già của anh ấy là mới bỏ là anh em ruột. Ông già là anh còn bà mẹ nó là em. Thì gọi là con nhỏ cô cậu mà. Nhưng mà lúc thử máu thì sao nói sao mà không chịu. Người ta thử máu người ta hút máu của thằng cho mà nó đang chỉ đó. Cái máu của con bé thì theo cái máu này nó đưa đi xét nghiệm. Nó đưa xét nghiệm thì nó trả lời lẹ, nó kia nó trả lời lẹ là coi như không phải máu của ông đó nó bố cố bậy bây giờ cháu đi bỏ cháu xuống con bây giờ cuối cùng là cái kinh phí đó mình phải chịu ấy mình đi kiện đó mình phải bỏ kinh phí mà mình bỏ kinh phí là chịu bại thôi bây giờ mình phí là mất tiền mất 7 triệu để mà muốn tìm lại chính người trao và chịu trách nhiệm với lại cái chị Đề này nhưng mà cuối cùng vậy không thua. Nhưng mà người ta khờ sao còn dụ người ta kiểu đó nè. Không chết rồi. Người ta khờ rồi. Nuôi bọn thằng nghĩ là nuôi bọn thằng chưa nổ mà. Ngày xưa đó nó chưa có cái đứa này đó là nó sắm cho nó cái xe đạp. Nó cứ tới mùa nó vét ra ngoài rằm nó bắt đầu là người ta nó táo là cứ xìa con mũng mình ta cho ông bậm. Tại là bỏ cái bô và rồi vét lên đó rồi về ăn. Tại nó đi. Từ ngày có con là nói chung là đỡ của cái đi cái chuyện đó. Bà con họ tự nhiên họ ủng hộ được cái nhỏ là coi như khổ của đi đó. Có địa phương rồi cũng quan tâm đúng không? Con cháu làm mạnh trong quân. Nó đỡ. Nhưng mà lúc mang bầu thì sao ai mà chăm sóc và biết cách để chăm sóc và tới luôn suy đẻ không? Cũng hai vợ chồng chú. Ý, phải thôi chở đi bác sĩ, siêu âm rồi. Chứ không biết một cái gì hết. Không biết gì. Không có biết gì đó. Không biết mình có gì mà khi tới giờ đi lên giường đẻ mà nó còn kể ra cái chuyện mà nói với ông đó nó cười khà khà đi mà nó chữa nó cười khò khò chứ nó không biết là cái gì là đau khổ ấy mà. Ngày sinh thì mình cũng coi chừng cái đồ cái tới ngày mình chở siêu âm cái nó bố là ngày sinh đó rồi mình chở nó bệnh viện thôi mổ thấy chứ ba lớn tuổi rồi đâu đẻ sinh á mổ. Biết đâu đó cũng một cái điều may mắn đẻ ra đứa con nó lành lặn là mừng đó chứ thông minh lanh nữa. Cái nó làm được. Hồi đó em cũng lo anh Hoàng em chữa lửa ra mà. Cái lo cũng khởi cho cháy. Cháy cho xong nó vậy. Mặt ma sao? Câu đó nó lanh. Vừa nó lanh ướt luôn. Mà sợ là sinh ra là sợ giống mẹ. Sợ giống mẹ thôi, sợ giống mẹ nữa là cái đời mình chắc cháy sẽ khổ. Khổ cháy luôn anh em nhận rồi đó. Thì khổ cả cái đời mẹ của nó rồi tới đời của nó là hai đời rồi mà không lẽ khổ tới qua đời nữa đi. Như vậy là từ ngày mà đẻ ra được bé này bé Hồng đấy là bất có bệnh nó đỡ khờ hơn. Nó đỡ bất này. Nó đợi bác nó gõ xong gõ đầu nó hết đêm khuya đó đợi cái đó Đấy, được rồi nó hót. Nó nhạy nhạy tại vì bây giờ biểu nó hót nào, hót nó vào kia chú Trang ơn nó gõ nó làm ràm rồi. Cho chú Huy ăn với. Phải không? Cho không? Đưa hai ta chứ con. À chú Huy mới dám ăn chứ đâu dám ăn. Hả? Ở đây. Ở đây. Thôi trở lại cho con nè. Con thích đi học không? Hả? Năm tám phải đòi gì cho học cho không dốt rồi không biết chữ. Mà lớn rồi nếu ở thành phố thì gửi trẻ ngầu rồi. Anh, ngầu đó nán quá anh. Nói cái ghế cho anh bả em đóng dài lấy. Ghế đi. Chú. Nhưng mà cái hoàn cảnh này chú thấy thì gia cảnh thì như thế nào chú? Chú trưởng không? Thì khổ thôi chứ khổ. Chú cũng phải đi xin làm nhòa làm đồ, bây giờ dự kiến ở chỗ phụ nữ quyện đồ đó với tập trung rồi đi quay đậm. Con em để đồ đi xin để đồ về sửa lại cái nhà cho nó nè, chú đương biểu thằng tư nó đau lại đó. Chú dự kiến cỡ đâu tốn 90 gì đó. Mà xin nó tới đâu thì hạ tới đó, nếu nó trây nữa thì tốt. Nhưng mà lâu nay là hai mẹ con đây chủ yếu nhờ sống nhờ vào cái sự tài trợ. Cộng đồng rồi chủ yếu phụ nữ rồi nói chung là có con em làm ăn xoa đó, nó gỡ rồi anh nó cũng cử người về rồi cho này nọ rồi ví dụ như là bố luật thì người ta cho cứu toàn dân thì mình cũng xét trao nó trong đó, trong cái diện nó cũng có vậy đó thì vậy đó thôi chứ. Nhưng mà đợt trước địa phương mình nắm thông tin là cái vụ đi kiện tùng để mà tìm lại cái người mà kia nọ với chị mà có trách nhiệm đó là sao rồi? Cái đó thì vô cho phụ nữ lên thì cùng với gia đình đó thì cũng làm y thủ tục y như vậy đó, y nhân cư nó kể đó, rồi cuối cùng là xét quả trách nhiệm. Nhưng mà nói chung là cũng không có người gì quá không đi theo. Bây giờ thì cái đời bây giờ chắc có lẽ khỏi năng rồi, nó này nó nọ rồi chắc không được. Người thấy con này bạo như vậy thằng kia thì này nọ gia đình cũng này nọ rồi, chắc có lẽ khỏi năng là nó chạy thì chắc. Nhưng riêng chú bức xúc câu chuyện nào khi một người ta bị khờ thế còn ví dụ nữa. Thì nói chung là dân ở đây ra không bức xúc, không bức xúc nhưng mà con điều bây giờ nó không chịu chết rồi. Như lại hoàn cảnh này là rất khó khăn luôn. Rất khó khăn. À, để con căn nhà tại Đoàn Kết. Dạ. Đây là căn nhà đại đoàn kết của chị Đệ. Tao chỉ một tương vây đầu quá nào quá. Chị buồn quá nó chá luôn. Chá thì nói chung là cuộc sống là rất khó khăn luôn. Không có làm cái gì được hết. Bây giờ sinh ra thêm một người con nữa là phải hai khẩu là cộng đồng là hỗ trợ bà con làng xóm. Nhưng mà chủ yếu là con em rồi em cũng xoa. Dạ. Sao nhiều. Căn nhà này thì cũng xuống cấp không rồi. Làm bao lâu rồi chú hề căn nhà này nè? Chắc cũng ngồi lên Nam á. Đưa tiền cho cậu cắt nghe chứ không là bạc nó mất. Không, để cho nó, Đặc biệt giữ lại cái đồng tiền mà ai cho là thôi để cho nó chứ không bao giờ mà mình giữ được đâu. Bởi vì do đây nè. Cái đợt ngàn người ta cũng hỗ trợ ảnh em tới đây, ảnh kia thằng mày cô làm solo cho mày cắt mà ai lời mắt á. Là biết sao đêm tới ông trưởng thôn gỡ là anh Vòn đó gỡ một ngày trả tới bo làng cứ trưa trả tối trả cứ đưa cô thử biết ông không cái vẽ đâu cái thơ đó vậy là giữ tiền được không? Cô Diệu Hương bên Pháp cho 2 triệu nha. Em cho em quay cho thôi giữ của nó cực lắm em không được đâu. Một ngày nó tới đủ quá là đưa cô thử còn không người tiêu chưa cái sự mình tiêu lắm nên không dám. Của nó là bó ta thôi. Để cho nó giữ cô cho nó giữ ta chỉ còn mình giữ.